Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với chợ Việt TV nha. Lại đi chợ tiếp thôi nha mọi người nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới mọi người một ngôi chợ ở Tân Uyên, ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Chợ đó chính là ngôi chợ Tân Uyên. Đây, trước mắt chúng ta chính là ngôi chợ Tân Uyên, ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nhưng trước khi đi thăm chợ Tân Uyên, mình mời mọi người đi dạo một vòng quanh thị xã Tân Uyên, coi có gì đặc sắc nha. Ok. Bây giờ chúng ta cùng đi thăm, đi khám phá coi chợ Tân Uyên này có gì đặc sắc, có gì đặc biệt không nha mọi người nha. Ok, đi thôi. Đây, trước mắt chúng ta là con đường đi vào trong phía sau. Đây là trong cái ấy chính nha mọi người. Cái trung tâm chính của chợ Tân Uyên. Nhưng mà theo những cái lần mình quay về chợ thì trong những cái khu chính của chợ, trong lòng chợ thì cũng không có cái gì đặc sắc đâu. Bây giờ mình mời mọi người đi ra phía sau chợ đây, đi tham quan coi ở phía sau chợ này có gì đặc sắc không nha. Đây, ngôi chợ Tân Uyên này là ngôi chợ tương đối lớn đó mọi người nhỉ, khá lớn đấy. Thì
thì nó thuộc vùng ven của thành phố tỉnh Bình Dương thôi, gọi là thị xã Tân Uyên, nhưng mà đời sống của bà con tiểu thương ở đây hoặc là những người dân ở đây vô cùng đặc sắc, rất là nhiều màu sắc khác nhau. Thì bây giờ mình mời mọi người đi tham quan coi trong chợ này có cái gì đặc sắc hơn nhá. Đây, khu này là khu phía sau chợ, cũng là khu ăn uống, buôn bán những cái hàng hóa và ăn uống. Rồi ở đây có những cái xe bán những cái món ăn rất là ngon. Đây, ở đây có một xe bán xôi chè. Đó, coi thì có cái món gì nhá. Ở đây là những cái món ăn mà rất là thường thấy ở những cái ngôi chợ truyền thống của người Việt mình. Để có chè chuối, chè trôi nước, bánh ít, rồi bánh da lợn vân vân. Ở đây là xương sa đúng không chị? Rồi xương sa. Ở này ngoài Quảng Ngãi nó gọi là su sa nha. Cái đó ở ngoài miền Trung nó gọi là su sa. Ở ngoài miền Trung gọi là su sa, ở trong đây mình gọi là xương sa. Đó. Đây là bánh bò xôi. À xương sáo. Vậy thì bánh lọt thường đi với hạt lựu, rồi xương sa phải bánh lọt hạt lựu. À, những cái món ăn mà mọi người có thể thường thấy trên kênh của chợ Việt TV. Chợ nào cũng thấy bán nha mọi người, nhưng mà mỗi chợ nó có một cái đặc sắc riêng, những cái hình ảnh riêng về cái ngôi chợ đó. À đây có cái bánh kẹp nữa nè. Đó. Bánh kẹp bên mình bán luôn đúng không? Bánh này gọi là bánh tổ ong mà đúng không nhỉ? Phải tổ ong không? Đây tàu ong nha, bánh tàu ong. À, lâu lắm mình mới gặp lại cái bánh này. Nó có cái kẹp để bỏ vô đó kẹp lại, xong nướng lên, xôi. Rồi, rất là đẹp, rất là đặc sắc. Đây là chè. Đây là như là thịt gà, chả gà hay sao á. Rồi, gà bó xôi. Rồi ok. Rồi bên đây. À đây món, những cái món này rất là đặc sắc hơn nữa nè. Đây là bánh ướt, bánh cuốn. Bánh cuốn chả, chả giò, giò chả. Đây bánh cuốn. Đó mọi người thấy không, cũng là chợ, cũng là những cái món ăn đó thôi, nhưng mà mỗi chợ nó có cái hình ảnh và những cái màu sắc riêng của từng cái ngôi chợ đó. À, rồi đây là trong chợ, nhưng mà chỉ trong chợ hơn là chỉ bán quần áo, giày dép, mũ nón vân vân. Đây là những cái, đây là một cái sạp bán túi sách, cặp sách. À, rồi bên đây là có một cái xe bán bánh rất là nhiều loại. Đây những cái món ăn mà những cái hình ảnh về tuổi thơ của chúng ta lại ùa về đây. Đó, cháo quẩy. Đây là bánh tiêu. Đó, bánh tiêu nha mọi người. Cái này mà hồi nhỏ thường ăn là mình có nhét xôi vô trong á. Đúng chú nha? Bánh tiêu đi anh. Bánh tiêu. bây giờ người ta lại bỏ bánh bò vào, mà rạch ra rồi ta nhét xôi, nhét bánh bò vào trong ăn rất là ngon nha mọi người. Đây là cháo quậy, ăn với cháo, phở, bún gì đó cũng được. À, bên cạnh có cua nè. À, cua rồi, đây là xương xăm xăm, xương sáo. Xăm sáo. Đó, xăm sáo nha mọi người. Đây là su sa, xương sa. Xương sa hạt lựu, chè. Chè hạt lựu vân vân. Rồi, rất là hay. Rồi, bây giờ mình tiếp tục đi nha mọi người, khám phá thêm coi chợ Tân Uyên còn cái gì đặc biệt nữa nha. Đây là một quầy trái cây. Quầy trái cây nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây là nem nướng. Rồi, đây có một chị có cái tủ rất là hay. Đây nem nướng. Đây nem nướng. Chả cá, chả giò, me. À, đây là khung cảnh ở phía sau của chợ Tân Uyên nha mọi người. Đó. À, đây là nem nướng, rồi chả cá, rồi chả giò vân vân.
Rồi mình tiếp tục đi ra, bây giờ mình tiếp tục đi ra phía sau thôi, coi xem thêm coi chợ Thanh Uyên còn có những cái gì đặc sắc hơn nhá. Rồi tí nữa mình sẽ ghé vào khu ẩm thực này, mình quay coi như thế nào. Ở đây là những cái sạp, những cái ấy lại bán rau củ quả, rau trái cây, rồi rau củ quả vân vân. Rồi đây là cái gian hàng về cá khô, rất là nhiều loại cá khô nha mọi người. Cái dứa khô, đây cá đầu, cá đầu, cá dứa, tôm khô. Rồi đây là cá sặc khô. Đây là tiệm bán đồ khô. Thì theo những lần trước mình có nói là những cái tiệm đồ khô này thường ở trong những cái khu chợ của những người Nam, Nam Bộ rất là nhiều nha mọi người. Đây, bên đây nữa. Có cô rất là xinh, rất là dễ thương luôn, nhưng mà cô lại trốn đi, cô không dám để mình quay mọi người. Đó, ai tới chợ Thanh Uyên nha, ủng hộ cô nha, cô rất là bẽn lẽn luôn á. Cá đuối này nướng lên rồi đập ra rồi làm trộn gỏi xoài rồi hết nước chấm. Đó. Rồi bên đây cũng là một tiệm cá khô nha mọi người. Đó. Ba tiệm cá khô sát nhau. Rồi ok. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi tham quan thêm coi chợ Tân Uyên còn cái gì nữa nha. Đây là một tiệm hoa, cây thật như lại hoa giả. Bắp. Dạ. Rồi bên đây là một tiệm trái cây. Ok. Cũng như những cái ngôi chợ truyền thống khác của người Việt mình, thì những cái món hàng mà hàng ngày chúng ta vẫn có thể ăn thì nó vẫn ở đây vẫn xuất hiện trên những cái trong những cái ngôi chợ của ngôi chợ truyền thống của người Việt mình nha mọi người nhé. Và chợ Tân Uyên cũng không phải là ngoại lệ đó. Có điều là mỗi cái chợ, mỗi cái quy mô nó khác nhau, thì cái những cái hình thức, những cái màu sắc của từng ngôi chợ nó lại khác nhau. Rồi sau này là cái phần bán thịt cá đó, ở đây là của bán quần áo nha mọi người. Đó. Quần gì cũng có, áo gì cũng có luôn, mũ nón, quần áo, giày dép. Đây trái cây, những cái bưởi trái cây. Rồi vẫn lại là một tiệm bán cá khô và mắm. Đó. Đây rất là nhiều loại nha mọi người. Ở đây người ta thắp cái nhang mũi, có anh này anh thắp cái nhang mũi nè. Nhang mũi này để đuổi mùi. Ở đây rất là nhiều loại. Mình nói rồi thì rất là nhiều các loại mắm thường xuất hiện trên bữa cơm của người Việt, mà đặc biệt là những người ở phương Nam, nói chung là người miền Tây, nhiều người ta gọi người miền Tây, là do cái lượng trữ lượng cua mắm cá rất là nhiều nên bảo quản bằng cách là người ta làm mắm. Hồi xưa không có tủ lạnh, không có cái để bảo quản thì khai thác được, thì người ta thường làm mắm, dần dà thì trở thành những cái món ăn quen thuộc trên những bữa cơm. Mà thậm chí nhiều người lại nghiện đó nha mọi người nhé. Không có là không ăn cơm được á. Đây là ba khía. Mắm này là mắm Thái đúng không anh nhỉ? Mắm Thái, đây là mắm tép. Đó, mắm tép. Đây là mắm cá cơm. Đây là mắm cá sặc. À, mắm cá linh. À, đây mắm cá sặc. Còn đây là mắm tôm. Mắm tôm. Rồi, đây là cá tra. Cá dứa, cá dứa. Rồi, khô đồ. Cá sặc. À, con này là cá gì anh nhỉ? Cá muối. À, cá đuối hả anh? Cá muối. À, cá muối, cá muối. Rồi, đây là cá tra. Rồi, đó nha mọi người. Đây, đây khung cảnh ở phía sau của chợ Tân Nguyên nè. À, rất là đặc sắc luôn. Ok, bây giờ tiếp tục đi nha mọi người. Đây đi tham quan coi trên bên chợ Tân Nguyên còn cái gì nữa nha. À, đây có cái những cái sản phẩm này rất là hay nha mọi người. Đây là những cái sản phẩm về những cái vật dụng hàng ngày của chúng ta, như là bằng gỗ nha. Đó, lâu lắm rồi mình mới thấy những cái hình ảnh như thế này. Đây là cái dĩa mâm trái cây để trưng bàn thờ nè, đúng không ạ? À? Đúng không?
Đây là những đôi đũa. Đũa bằng gỗ, bằng có bằng câu, đũa câu. Đây là những cái muỗng, cái gạch tàn, cái lót của cái ly. Đây, lót ly. Đây là cái hũ tâm. Rất là hay luôn. Còn đây là những cái muỗng, cái môi, múc cơm, múc canh này nọ bằng gỗ nha mọi người. Đó, đây. Rất là hay, rất là đẹp nha mọi người. Đây, còn cái món này là món này là phục vụ cho mấy ông nhậu nè. Này là múc rượu. Cái này để múc rượu nha mọi người. Đó, cứ làm một tô ướp đá, làm một tô ướp đá xong cứ thêm múc một người ly. Đó, đó bây giờ người ta phục vụ luôn cho tới mấy ông bọm luôn, mấy ông nhậu luôn nè. Đó, rất là đẹp, rất là hay. Nói giỡn vậy thôi nha mọi người. Đây là những cái đồ vật mà có thể làm những cái đồ trang trí trong gia đình. Hoặc là bây giờ mà cuộc sống nó khá lên rồi thì ăn không cần no nữa, phải còn ngon và đẹp nữa cơ. Ở trong kia là những cái bình bông bằng gỗ nha mọi người. Bằng gỗ ở đó làm sân mài để mục đích là đỡ bị thấm nước. Rất là hay luôn. Đũa, rồi mấy cái đồ vật dụng trong gia đình. Đây là cái hũ, cái hộp này để đựng giấy ăn. Rất là đẹp. Sau này là khu chợ buôn bán những cái thịt cá, hải sản tươi sống. Đó. Đây là bán heo quay. Đó, cá, heo, cá. Đây là không giết mổ. Không có giết mổ. Ủa, trời. Rồi, ok, tiếp tục. Gà khô. Khô. Cá khô, mắm, vân vân. Rồi, giờ mình đi một vòng nữa nha mọi người. Đó, đây là những cái sản phẩm, những cái cửa hàng bán những cái mặt hàng ở chợ Tân Uyên. Đó. Rồi, ở đây có một cái trái này. Đó, không biết là có mọi nhiều người biết cái này không, nhưng mà đây là trái mây. Mây này mây Thái. Này mây Thái đúng không chị ha? Mây Thái nó ăn nó chua chua dốt dốt. Chua chua ngọt ngọt. Bây giờ nó có cái loại mây của Indo. Nó bự, nó to lắm. Nó gấp đôi trái này mà nó ngắn mà nó tròn, đúng không? Ở trong nó như thế này. Ăn vào nó chua chua ngọt ngọt. Đôi khi những cái mà nó mọc dại, mọc ấy ở trong rừng thì nó trở thành những cái đặc sản đó mọi người đó. Để chơi mây Thái. Rất là ngon, rất là hay nha mọi người nha. Nó hơi chua chua, dốt dốt á. Rồi, bây giờ mình tiếp tục đi tham quan coi. Đây là cái khu trong lòng chợ, mà khu phía sau buôn bán thịt cá, rồi những cái đồ ăn. Đây là cái hàng rau. Rồi mình đi lên đây coi còn món gì đặc sắc mình quay cho mọi người xem nhé. Đây, bên đây là những cái cửa hàng rau. Rau ria. Bên đây là những cái cửa hàng bán những cái vật dụng gia đình, nồi niêu, son chảo, chén bát, đũa. Thì thông thường chợ nào cũng có như vậy mọi người ạ. Rồi đó. Đó, còn khi là cái khu trung tâm chính của chợ, còn khu này là khu phía sau chợ nha mọi người. Cái khu trung tâm chính thì là những cái cửa hàng. Thông thường thì mình thấy những cái khu trung tâm chính là những cửa hàng buôn bán những cái quần áo. Còn bên cạnh, bên hông thì thường là những cái mặt hàng giống như đồng hồ hoặc là những cái cửa hàng tạp hóa. Đó. Còn bên này, đây là những cái vật dụng của các chị em. Kẹp tóc, rồi búi tóc, rồi dây thun, dây thiết gì đó dùng để cột tóc. Rồi, ok. Đây là một cái cửa hàng bánh. Ồ, quá trời bánh luôn, rất là nhiều loại bánh nha mọi người. Đây, bánh mì, trà bông. Bánh mì, trà bông. Đây là bánh bông lan. Đây là mít. Đây là xương sáo. Đó. Đây là một cái loại chuối. Không biết là các vùng miền khác như thế nào, nhưng mà ở trong miền Nam mình đây gọi là chuối câu nha mọi người nhé.
trái nhỏ nhỏ. Nó đặc điểm của chuối cao rất là hay nha mọi người. Ăn thì phải ăn đủ, nó vừa chín tới thì nó lại ngon. Còn mà để lâu quá thì không bóc được vỏ. À nó là như vậy. Để lâu quá thì cái vỏ nó lại dính. Còn mà để mà ăn như thế này thì cái vỏ lại không bóc được. À nó là kỳ cục vậy mọi người ạ. Rất là hay luôn. Cái loại chuối này ăn thì nó rất là thơm, ngon nha mọi người. Loại chuối này thì cực kỳ ngon luôn. Nhưng mà nó khó như vậy, khó chịu, nó ương ương ngạnh ngạnh vậy mọi người ạ. Đó. Khi mà không biết vùng các vùng khác như thế nào, nhưng mà ở trong đây gọi là chuối câu nha mọi người. Ăn thì nó phải ăn nó đủ độ chín thôi thì nó dễ bóc vỏ. Còn để chín quá rồi thì là nó bị dính vỏ. À. Còn đây là một cái loại bưởi đặc sản ở cái vùng đất Đồng Nai, mà đặc biệt là khu Tân Triều trồng rất là nhiều nha mọi người nhé. Sẽ có một cái video mình nói về cái vùng bưởi, làng bưởi Tân Triều cho mọi người xem. Đây là bưởi da xanh. Đó, thì ở ngoài nó màu xanh, nhưng ở trong ruột nó lại màu hồng hồng đỏ đỏ nha mọi người. À, rất là đặc sắc luôn nha mọi người nha. Ở đây là một cái cửa hàng bánh. Đây mình có thể thấy bánh mì nè, bánh bông lan nè. Đây bánh bông lan. Đó, những cái khay bánh bông lan nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này, rất là đẹp luôn. Đó, xếp đều nhìn đẹp mắt không? Rất là hay và đẹp luôn mọi người. Đây là bánh mì nha mọi người. Ok. Đó, đây là một cửa hàng nhỏ nhỏ thôi ở ngay phía sau chợ, nhưng bán rất là nhiều các loại sản phẩm rất là đẹp mắt và ngon. Rồi bây giờ mình tiến thẳng vào khu ẩm thực. Và trong đây bán cái gì nhé mọi người nhé. Đây, trong đây là khu ẩm thực. Đa phần ở đây là phục vụ những cái tiểu thương buôn bán ở trong chợ. Đó. Đây là khu giữa chợ nha mọi người. Trong chợ như thế này. Dạ. Ở đây có một quầy bánh ướt. Bánh ướt nó khác bánh cuốn nha mọi người. Bánh cuốn ở trong nó có nhân, bánh ướt là không có nhân. Thì các phụ kiện nó đi theo tô bích của nó là giống như là topping chứ. Là chả rồi giò chả, hành ngò đó. Rồi mình vào trong đây còn có gì nữa nha mọi người. Đây là mì hoành thánh, bánh canh đuôi, hủ tiếu. Ở đây trong lòng chợ nha mọi người. Đó. Thì nói chung là tình hình của những cái khu chợ truyền thống của Việt Nam, đặc biệt là sau khi đại dịch, mọi người buôn bán chợ cũng thưa dần mọi người. Mọi người thấy. Rồi đây là khu ẩm thực, đa phần để phục vụ những cái tiểu thương buôn bán ở trong chợ này. Ok, rồi mình đi khu khác coi chợ Tân Uyên còn cái gì đặc sắc hơn nhá. Rồi bây giờ ra bên này. Đi bên hông bên tay phải của chợ nha mọi người. Đây. Chung là đi những cái ngôi chợ dạo này thấy bà con đi chợ cũng ít quá mọi người ạ. Chắc là do công việc nên ở trên đây là đa số là các khu công nghiệp đấy, nên người ta thường đi chợ sớm hoặc là chiều về với là đi chợ, chứ đi chợ dài dài cũng ít người lắm. Và bên đây là những cái cửa hàng bán cái dụng cụ gia đình, đầu lau chân, chổi chiếc này nọ, rồi nệm. Đây là những cái gian hàng tạp hóa mọi người. À, ok. Thì chợ Tân Uyên cũng giống như cái bao ngôi chợ truyền thống khác, đa phần để mở ra để phục vụ những bà con, phục vụ những để cho những cái tiểu thương có chỗ để làm ăn buôn bán. Thì hồi xưa chợ Tân Uyên nó nằm bên phía đằng kia mọi người, nhưng sau này thì chính quyền mới xây cái ngôi chợ này khang trang và sạch sẽ hơn đó. Bây giờ mình sẽ quay tổng thể của chợ Tân Uyên cho mọi người xem nha. Đây là chợ Tân Uyên đó.
Còn ở cái huyện Tân Uyên mình vừa giới thiệu lúc nãy cái video intro lúc đầu vào thì mình có quay một số các hình ảnh về cái thị xã Tân Uyên cho mọi người xem rồi đó. Rất là đẹp và sạch sẽ, khang trang sạch sẽ. Nói chung Bình Dương quy hoạch với lại cái cơ sở hạ tầng rất là đẹp nha mọi người. Khi mà Bình Dương làm đã thì cái cơ sở hạ tầng ở Bình Dương rất là đẹp. Rồi đây là chợ Tân Uyên. Đấy, những cái chính diện đường cửa chính vào. Vừa rồi mình vừa gửi tới mọi người cái hình ảnh của ngôi chợ Tân Uyên ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương mọi người nhé. Đó, nếu thấy video hay, mọi người vui lòng cho mình xin một subscribe nhá, một đăng ký, một like, một chia sẻ video để kênh Trở Về TV có nhiều động lực làm thêm những video hay khác phục vụ mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.